Hello anh em, mình là Kim Motun. Ở cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ so sánh cái bộ điện giữa con Attila VT5 và con WS. Ở đây thì mình có con Future, thì cái bộ điện của dòng WS và con Future nó tương đối là giống nhau anh em nhé. Thì đây thì mình tranh thủ cũng là giờ nghỉ trưa ấy, thì mình làm cái clip để test cho anh em. Ok, trước mặt anh em đây là bộ điện của con WS. Đây anh em ơi, đó, WS 110. Và cái con Fresnel vừa nãy mình quay ấy, thì nó cũng là tương đối là giống nhau về cái nguyên lý của bộ điện ở trong cũng như cái số vòng dây với số cuốn ở trong này đó. Thì vừa rồi ấy, thì mình có up lên những cái clip là so sánh bộ điện của xe Zim, xe Way Alpha đời cũ ấy, mới là bộ của Zim Thái ấy. Thì có nhiều anh em này gọi điện alo cho mình giải thích về cái clip là làm thêm về cái con WS này. Thì cái con WS này nó sẽ giống nhau tất cả về các đời WS anh em nhá. WS hay RSX các thứ hay là Fresnel các thứ ấy, thì là nó sẽ là bộ điện giống như này anh em nhá. Đó. Thì mình tiện là mình tháo ở trên cái xe của họ ra thì mình cũng làm luôn cái clip chia sẻ với anh em lý do tại sao mà cái con WS này khi mà lên cái bộ điện của lên cái con sạc của thằng Elizabeth này, con Attila VT5 đó mà đi nó vẫn bị yếu bình là nguyên nhân là như thế này. Thì ở đây thì mình cũng dơ luôn cái bộ của con VT5 ở đây. Anh em nhìn có sự khác nhau một trời một vực không ạ? Tuy con này nó số cuốn nó ít hơn nhưng cái số dây đồng anh em đây thấy nó cuốn rất to luôn anh em ơi. Và những cái cọng dây đồng ở đây rất là to anh em nhé. Còn ở thằng này ấy, thì là mình sẽ đếm là bắt đầu tính ở đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cuốn anh em ơi. Và thằng này nó chỉ có 8 cuốn đấy nhá, nhưng mà 8 cuốn của thằng này nó to như này anh em. Đấy, để cùng nhau nó khác nhau một trời một vực như bố mấy con luôn. Đó. Thì cái thằng này ấy 12 cuốn anh em ạ. Nhưng mà cái dây đồng của nó rất là bé và những cái từ xương ở đây nó rất là bé, nó không to và dày như cái thằng này anh em nhá. Đó. Thằng này nó rất là to và dày, còn thằng này ở đây thì nó rất là bé này. Ở đây thì mình sẽ quay gần vào cho anh em. Đó, anh em nhìn đấy, cuộn này thì to này. Cuộn này to. Sang những cái cuộn này thì bé tí luôn. Cuộn này thì hầu như là nó chỉ có một vòng dây đồng thôi. Ở đây được một vòng rưỡi này. Đó, rất là bé. Anh em nhìn thấy không ạ? Đây những cái cuộn này rất là bé tí luôn. Còn những cái cuộn này to. Đó. Mình cũng không hiểu tại sao mà thằng Honda nó lại làm như thế này. Cuộn thì to, cuộn thì nhỏ. Những cái cuộn này gọi là quấn vào đây cho nó có số vòng ở đây, nó gọi là nó thêm 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 quấn thôi. Chứ còn tính ra này, anh em nhìn kỹ này, chỗ này còn chưa đủ dây. Đó. Anh em nhìn rõ không ạ? Chỗ này nó chưa đủ dây, còn trơ cái xương nhựa ra này. Ở ngoài là nó bọc một cái lớp nhựa nhé, ở đây nó còn trơ cái xương nhựa đó. Thì gọi là quấn vào để mà quấn thôi anh em ơi. Đây những cuộn này nó còn to, cuộn này thì còn tính là một cuộn này. Nó còn đủ, nó còn được mấy lớp. Như cuộn này nó còn mới được có một gọi là lớp rưỡi thôi anh em ạ. Đó. Thì đây là cái sự khác biệt giữa cái cuộn của con WS. Thì mình làm cái cuộn xe Zim đó. Zim Việt rồi Zim Thái đó, một số anh em mà đi những cái dòng mà WS 110 hay là RSX ấy, thì cũng có thắc mắc. Thì nhân tiện ở cái clip này á, thì mình sẽ chỉ luôn cho anh em thấy cái sự khác biệt. Đó, anh em nhìn không ạ? Một trời một vực luôn. Cho nên là tại vì sao mà cái thằng điện của Attila này, mấy cục sạc Attila này này, cục sạc Zin của Attila, cục điện Zin của Attila đi nó khỏe, nó không bị hết điện là vì thế. Mà cái thằng này ấy, thì so với xe Zin Việt hoặc là xe Way Alpha của Việt Nam á, thì cái số quấn này nó nhiều hơn. Nhưng cái điện mà nó sinh ra ấy, để mà lắp vào cái cục sạc Attila này để anh em độ thêm bóng đèn xe nông hay là bóng đèn led nó vẫn không đủ điện là vì thế. Đó, đây là cái nguyên nhân tại sao không đủ điện. Rồi ok. Như thế này thì anh em đã đủ hiểu rồi đúng không ạ? Tuy là nó nhiều quấn nhưng cái số vòng dây nó ít và cái xương ở đây, cái độ xương ở đây này, từng mép ngoài này đến mép trong này nó rất là mỏng, cho nên là cái lượng điện nó sinh ra thì nó cũng không được ok. Cho nên là chính vì thế mà nó cũng không đủ điện để cấp cho cái xe của các bạn làm việc hiệu quả cũng như là các bạn độ thêm bóng đèn. Và ở trên cái con WS này nếu mà anh em có tách mát nhá, đây này. Đó, cái dây mát đây. Và một cái cọng dây đồng đây, là hai cái này nó chung nhau. Nếu anh em tháo ra thì anh em có thể bỏ cái dây mát này ra, bỏ cái dây đồng khỏi cái cọng mà để cắm vào cái bưởng này ra là, thì là sẽ là tách mát để anh em lên cục sạc Attila này nhá. Nhưng mà cũng không nhất thiết phải lên cục sạc Attila vì bên mình có bán cái bộ ổn định điện đó, thì không phải tháo cái bưởng này ra. Tháo cái bưởng này ra nó là điện ngâm dầu anh em ơi. Đây là cái gioăng của nó này, khi mà tháo ra chẳng may nó rách cái gioăng này hoặc là nó bị như thế này này
Đấy, thì lại phải mất công là dán keo vào, không có nó xì dầu ra đây, hoặc là nó rách gioăng lại phải thay gioăng, tự nhiên thêm chi phí mà anh em không tự làm được thì phải thợ nó can thiệp cho. Thứ nhất là lại mất thêm tiền công đó. Còn con ổn định điện ấy, thì anh em có thể tự lắp được. Thì cái clip mà lắp ổn định điện như nào thì mình đã hướng dẫn rồi. Ok, vâng. Còn một cái ý nữa thì một số anh em thì còn nói là cái xe zin sẽ quay, đây là cục sạc của xe zin sẽ quay đó, thì nó có những màu dây như này. Thì anh em là có một cái ý nghe cũng hay mà lại bảo là tháo cục sạc này ra, lắp cái cục sạc của thằng Yamaha vào. Có một số anh em lắp vào xong phát ga lên phát cháy bóng đèn luôn. Tại vì sao như thế? Và có anh em thì lắp đúng thì nó lại cũng cho cái lượng điện ra không hiệu quả. Đây mình sẽ giải thích luôn là cục sạc của thằng WS này, mấy cục sạc của thằng Yamaha, ví dụ là con Sirius rồi là con Jupiter, nó là một anh em nhé, mình khẳng định luôn nó là một đó. Thì ở đây thì mình sẽ cho anh em xem màu dây, ở đây là vàng, xanh, trắng và đỏ ở dưới đó. Anh em nhìn, mình nhìn cái rắc này, căn cứ cho cái rắc này mình đọc đó. Thì ở đây là mình có một cái cục sạc của thằng Zim nhá, Zim Way. Thì anh em thấy nó ngược lại không ạ? Đó, thằng này thì tính từ trái qua phải sẽ là đỏ, trắng, vàng, xanh. Còn thằng này là xanh, vàng, trắng, đỏ. Đó, anh em lưu ý chỗ này nhá. Nếu như anh em nào mà có thích mà cắm cái cục sạc của xe Zim nhá, mà thay cái cục sạc của dòng WS này, hay là của thằng Sirius, hay là Jupiter, hay là Novo LX, hay Novo thường á, nó là cục này nhá. Thì cái màu dây nó sẽ là như thế này: xanh, vàng, trắng, đỏ. Còn thằng Zim thì nó sẽ ngược lại là đỏ, trắng, vàng, xanh. Đó, anh em có thể nhìn trên clip này cũng thể lắp được này. Đấy, anh em nhìn kỹ cái này nhá. Đó, thì mình nói tiếp này, cái xe Zim Việt ấy có lắp thêm cái cục này vào ấy thì nó cũng không khỏe được. Đó, nó cũng không khỏe được. Thì thằng này nó có một cái ưu điểm là lắp vào bình ắc quy trên cái xe Zim ấy, nếu mà cải sang con này thì cái điện nó sẽ ổn định hơn. Nó ổn định hơn thì không có nghĩa với việc là anh em độ thêm bóng đèn vào thì nó sẽ cấp đủ điện đâu anh em nhé. Bởi vì là theo như mình tính toán, mình đo đạc ở trên những cái xe Sirius, thì là mình sẽ thống kê cho các bạn biết như thế này: cái dòng sạc xịn của con Sirius là cái con nạp này nó cấp vào điện bình ắc quy sẽ là 14V 34 cho đến 14V 40 đó, thì gọi là 14V rưỡi đi. Thì khi anh em để gang ti nó mới đạt được cái số vôn như thế nhá. Còn anh em ga to lên ở cái xe siêu đó thì ga to lên thì nó sẽ giảm về còn 13V đó. Tại vì sao nó giảm? Là lúc đấy là cái con này nó làm việc, nó sẽ xả điện ra khung, nó giảm xuống chứ nó không tăng lên đâu nha anh em nhá. Anh em nhớ nhá, khi ở cái con Sirius ấy thì anh em thử là để gang ti, nó chỉ to hơn gang ti một tí thôi, thì cái lượng điện nó sẽ nạp vào bình là rất là căng. Còn khi anh em mà ga to lên thì nó lại tự động nó giảm xuống đó. Còn ngược lại ở cái thằng sạc mà xe Zim, xe Way của dòng Honda này, cái dòng sạc của nó sẽ là dao động từ 13,5V cho đến 15,5V. 15,5V anh em ơi, thì thường nó sẽ nhiều xe là mình đo là nó sẽ là chuẩn là 15V, như cái xe của mình test đó là xít 15V, gọi là 15V. Thì khi đến một cái ngưỡng nhất định là nó sẽ đứng im, nó không xả, nó không không tụt bình ắc quy xuống mà nó sẽ vẫn giữ điện, thì suy ra là cái thằng này nó sẽ còn khỏe hơn cái thằng này anh em nhé. Đó, còn cái thằng dòng Yamaha ấy, hay là thằng WS này này, khi mà anh em ga to lên nó tự động nó xả xuống nhá. Thì là khi anh em đi ở cái tốc độ cao ấy, càng cao thì nó càng xả nhiều, thì cái bình nó càng tụt đi. Đó là lý do mà tại sao mà nhiều anh em là có bảo là lắp cái cục sạc của thằng Yamaha mà rồi ấy, thì đi thậm chí điện nó không bằng thằng này. Đấy là cái cơ cấu làm việc nó khác nhau. Đó, cái thằng Zim này thì khi anh em ga lên càng ga to thì nó lại càng nạp điện vào, mà nó nạp đến cái ngưỡng nhất định của nó là dưới 15V hoặc bằng 15V thì nó sẽ đứng im ở đấy. Đó, còn thằng này ấy, thì càng ga to thì nó lại càng giảm đi. Thằng WS này mới lại sạc của dòng Yamaha sẽ là giống nhau anh em nhé. Đó, thì đây là cái clip mà mình giải thích cho một số cái anh em mà có gọi điện alo trực tiếp với mình và thắc mắc là xe em đi xe WS hay là xe RSX hay Future là có lắp được cái con sạc như này không. Thì ở cái clip này ấy, thì mình cũng đã nói luôn là cũng không cần thiết phải lắp,
nếu như có lắp ấy thì cũng không đủ điện đâu anh em nhé, cũng không đủ điện đâu. Đó thì gọi là nó ổn định điện hơn so với cục sạc zin ở trên xe một ít thôi, nhưng nó cũng không đủ điện để anh em lắp những cái bóng đèn trợ sáng hay là những cái bóng đèn pha led đâu. Vì nguyên lý của con này nó vẫn là cho điện từ dây máy lên đây, dây vàng anh em ơi, nó vẫn là cho điện từ dây máy lên để cấp lên bóng đèn đó, thì là cái bộ điện này nó vẫn cứ yếu. Nếu như ở nhà máy họ thiết kế sẵn ra là một cái bộ điện mà nó cấp thẳng lên trên bóng đèn nhờ bình ắc quy thì họ sẽ làm khác. Còn những cái bộ điện mà nó cấp lên từ dưới máy lên để nuôi bóng đèn ấy, thì có nghĩa là khi anh em nổ máy lên thì cái đèn của mình nó sáng. Còn cái xe mà anh em chỉ cần bật chìa khóa lên mà bật đèn pha lên nó sáng ngay ấy, thì nó lại bộ điện của nó lại sẽ giống như của thằng này cơ. Đó, anh em nhìn nó khác nhau một trời vực ạ, như bố mấy con ấy. Đó. Thì ở cái clip này thì mình đã hướng dẫn như thế là nói chung. Thì một số anh em mà đi dòng Yamaha ấy, cũng có hỏi cái dòng Yamaha thậm chí nó còn nhiều cuốn hơn thằng này anh em ơi, nhưng mà những cái cuốn ở trong nó cũng bé như thế này thôi. Cái số cuốn này không nói lên được là cái điện khỏe hay điện yếu anh em nhé, cứ không phải là nhiều cuốn là nó khỏe mà ít cuốn là nó yếu anh em nhé. Đó thì mình còn tính thêm là cái độ dày của xương này, cái độ dày sinh từ này, rồi là cái số vòng cuốn ở trên cái này đây anh em nhìn ấy, cuộn này to cuộn này bé tí luôn. Đó, còn thằng này là anh em nhìn nhá. Đó, cuộn nào như cuộn nào to tướng á, nhìn cái màu dây đồng đã thích rồi. Đó. Cho nên là ở cái clip này ấy, thì mình hướng dẫn như thế là anh em chắc đã hiểu rồi. Thì anh em không cần phải thắc mắc thêm nữa đâu nhá. Ok anh em, mình là Kim Motun. Rất anh em đã chú ý theo dõi cái clip của mình làm. Thì qua cái clip này thì mình đã giải thích cặn kẽ cho anh em hiểu rồi. Ok chưa ạ? Thì mong rằng là anh em cũng không cần thiết là phải gọi thêm cho mình hỏi về những cái dòng xe khác. Thì cái clip này thì mình nói chung là dòng Way S này, Future, các dòng The Way nhá, trừ con Way Alpha và Sejim nhá. Còn thằng Yamaha Sirius hay là thằng Jupiter thì nó cũng giống giống như này. Đó thì khi mà lên con sạc này nó sẽ không là đủ điện đâu anh em nhá. Cho nên là cũng không mất công anh em là gọi điện cho mình thì tốn kém nha anh em. Ok, chào anh em.